Dươm. Dạng hũ, pip, cream. Dung tích bao nhiêu là đủ? Video này bác sĩ sẽ mách bạn 4 tiêu chí chọn dưỡng ẩm và mùa hanh khô giúp bạn da vừa căng mướt đủ ẩm, vừa tiết kiệm và đúng loại giúp bạn là người mua hàng thông thái. Cùng tìm hiểu bác sĩ có video ngày hôm nay. Hello, lại bác sĩ đây. Chúng các bạn đã quay lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và dành cho những bạn lần đầu kênh này, bác sĩ Hiếu kênh fanpage chính thức bác sĩ Hiếu và kênh Dr. Hiếu Shorts. Kênh đây là kênh gồm những video rất ngắn, chỉ từ 20 đến 30 giây, giúp bạn dễ dàng hiểu được cách skincare cho những bạn bận bịu mà không thời gian. Ok. Và tại sao video này? Bởi vì hầu hết các bạn khi mua dưỡng ẩm thì các bạn không biết được là mình nên mua dung tích là bao nhiêu ml, rồi dạng bào chế như thế nào, optional đi kèm là như nào để các bạn có thể lựa chọn được đúng cái loại mình. Da dầu mụn thì không phải biết tắc, mà da khô thì không chọn cái thành phần nó gây khô ráp và tổn thương hàng rào bảo vệ da. Vậy thì điều đó là gì? Cùng tìm hiểu bác sĩ trong video ngày hôm nay. Điều số 1 đó là thiết kế sản phẩm. Đối với dưỡng ẩm, người ta thường có 3 dạng thiết kế thường gặp. Một đó là dạng tuýp, có nghĩa là dạng mở nắp mình bóp ra ngoài. Thì Paula's Choice hay là Obagi hay rất nhiều hãng khác người ta vẫn đang dùng dạng tuýp này. Dạng số 2 đó là dạng piston trên không. Dạng này người ta thường dùng một cái đế là piston trên không, và nó khi bạn bóp ra đâu nó sẽ đẩy sản phẩm ra đấy để hạn chế oxy ở trong. Dạng này thường dùng trong những sản phẩm có mix thêm thành phần làm trắng da hoặc là các thành phần mà dễ bị oxy hóa thì dạng này giúp bảo quản tốt hơn. Và dạng số 3 đó là dạng hũ. Rất nhiều hãng dùng hũ, nhưng bác sĩ Hiếu thì không thích dạng hũ nhất, bởi vì khi hũ mở nắp ra, một lượng oxy lớn sẽ hòa vào, nó sẽ làm oxy hóa sản phẩm và làm hạn chế cái tính năng sản phẩm đi, nên là tớ không thích hũ lắm. Vậy thì nên dùng dạng nào? Thì quan điểm bác sĩ Hiếu thì dạng nào cũng được, nhưng mà bác sĩ Hiếu thích nhất là dạng số 2, đó là dạng piston trên không, và dạng số 1 là dạng tuýp, còn dạng hũ là lựa chọn cuối cùng của bác sĩ Hiếu. Số 2 đó là dung tích sản phẩm. Thì có rất nhiều loại size các bạn có thể mua: 25ml, 30ml, 50ml, 60ml, 90ml. Bác sĩ Hiếu thì thích nhất là 50-60ml. Tại sao dưỡng ẩm lại chọn cái dung tích này? Bởi vì với 50-60ml nó sẽ giúp bạn dùng được khoảng 2 tháng, trung bình là 2 tháng, có thể hơn một chút. Thì 2 tháng là thời điểm đủ để cho các bạn có thể thay đổi brand name mới mà không quá lâu. Vì nếu bạn thấy lâu quá, bạn chuyển sang bôi body, bôi tay, bôi cổ thì chẳng mấy hết đâu. Nhưng mà nếu như mình không đủ điều kiện mà các bạn lại thích dùng thì làm sao? Thì hiện nay có rất nhiều bạn đang kinh doanh theo hình thức là chiết sản phẩm. Tất nhiên là cách chiết này tớ không ủng hộ lắm, nhưng mà tùy các bạn, thì nó nếu mình muốn tester thì nó cũng được. Thì khi chiết thì bạn có thể mua khoảng 5-10ml để mình thử xem có ổn hay không. Nhưng mà cái ưu điểm của chiết là mình có thể sử dụng được rất nhiều brand name, mà cũng là cái nhược điểm là khi mà chiết thì cái chất lượng cái vỏ hộp chiết thì nó không đảm bảo. Cái thứ hai là khi mình mở nắp ra, mình bóp chiết sang chiết khác thì oxy nó hòa vào chung mất rồi, nó làm cho thành phần mình nó không ổn định nữa. Nên là tớ không thích chiết lắm, thì không biết các bạn thế nào. Đó, thì tùy các bạn nhé. Còn nếu như nhiều bạn nào cẩn thận quá thì rất nhiều hãng nó có sẵn sample ấy. Thì cái sample dưỡng ẩm thì mình nên dùng cái sample khoảng 15ml là được rồi. 5-15ml cũng được, nhưng mà 5 nó bé quá nhanh hết, 10-15ml là đẹp nhất. Thì cái sample này giúp cho các bạn là mình có thể dùng thử, nhưng mà nhược điểm là giá nó khá đắt. Ví dụ Paula's Choice là cái bên mà suốt ngày cái sample của nó, cái full size ấy, giá nó rất là chát. Nên là tớ thì tớ thích là cái sample khoảng 5-10ml thôi thì mình nó rẻ hơn. Chứ 15ml thì cũng được, nhưng mà nó hơi chát đấy. Nhưng mà tùy các bạn nhá. Tớ thì tớ vẫn thích là khoảng 50-60ml là được, nếu mà mình thấy nó phù hợp với mình rồi. Điều số 3 đó là lựa chọn theo thành phần. Thế thì dưỡng ẩm đối với da dầu mụn thì mình cần nhất là sự thông thoáng, cấp ẩm nhưng mà không được bít tắc cổ năng lông. Thành phần nó phải tạo ra hệ thống mạng lưới để hạn chế quá trình bít và vẫn có lỗ hổng để da mình thở. Còn da khô thì mình cần cái sự kín. Da khô thì càng kín càng tốt, bởi vì người ta không chịu được cái cảm giác hanh khô. Nên là đối với dưỡng ẩm cho da khô rất thường dùng dạng cream hoặc dạng oil. Nhưng mà khi dọn dưỡng ẩm thì mình nên lựa chọn tiêu chí nào? Thì nhóm số 1 đó là nhóm dưỡng ẩm dạng cấp ẩm. Có nghĩa là cái dạng này là cung cấp nước cho da chứ không phải giữ được nước. Cấp ẩm có nghĩa là cung cấp một lượng nước cho da. Số 2 là dạng phục hồi hàng rào bảo vệ da. Loại này có nghĩa là nó sẽ lấp đầy các lỗ hổng trên da của mình. Thì thành phần của nó hay có ceramide, nên các bạn có thể check thành phần. Loại số 3 đó là loại khóa ẩm. Khóa ẩm là cái loại mà bao gồm các loại ester hoặc là axit béo, hay là cái oil, hay là petrolactum, hay là cái mineral oil, các loại dầu khoáng, nó cũng là dạng khóa. Thì cái công thức khóa ẩm có rất nhiều dạng, dạng đan mạng lưới, dạng tạo thành khe hở, hay là dạng mà nó bít luôn. Thế thì khi mà các bạn lựa chọn thì đối với da dầu mụn thì mình nên lựa chọn dạng 1 và dạng số 3.
nhưng mà 3 thì nên chọn 3 thoáng. Còn nếu da khô thì nên chọn 1 cũng là 3 nhưng mà loại bít hoàn toàn. Còn da nhạy cảm thì nên chọn 1 và 2. Thì đây là cách bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên nếu mình không đủ điều kiện thì mình chọn loại nào? Thì không đủ điều kiện thì dạng tốt nhất bạn có thể dùng đó là dạng lotion. Thì tất cả các loại da lotion nó đều đảm bảo được. Nhưng mà nếu dùng lotion da dầu mụn thì nó sẽ thoáng nhất. Nhưng mà lotion mà dùng cho da khô thì bản chất lotion nó cũng có tỷ lệ nước nó cao hơn so với dạng cream. Thì nó cũng vừa cấp ẩm vừa giữ ẩm cho mình. Thì nó bạn sẽ tiết kiệm thêm được một khoản phí. Thì bây giờ mình vừa mua serum, mình muốn mua khóa ẩm thì thực ra cái chi phí nó cũng lớn. Ví dụ là khi bạn dùng một loại lotion ấy, thì nó cấp một lúc, nó vừa cấp vừa khóa luôn thì bạn đỡ một bước. Thì tùy vào điều kiện kinh tế nhé. Còn quan điểm bác sĩ Hiếu đó là da khô thì 1-3 nhưng 3 bít hoàn toàn. Da dầu mụn thì 1-3 nhưng mà bít vừa phải, đó là dạng thoáng. Còn nhạy cảm là 1-2. Ok, và trên đây là 3 tiêu chí giúp bạn chọn giữ ẩm cách dễ dàng. Và nếu bạn thích video này đừng quên like, subscribe và chia sẻ. Và đặt câu hỏi cho bác sĩ Hiếu để bác sĩ Hiếu tiếp tục link cho video để giúp các bạn có góc nhìn đúng hơn về cách lựa chọn mỹ phẩm. Không chỉ bao gồm chất lượng sản phẩm, còn bao bì, mẫu mã, dung tích, thể tích, các yếu tố khác để giúp bạn vừa mua được sản phẩm tốt mà vừa sướng cái túi của mình. Chúc các bạn có làn da đẹp. Bye bye.